Hi, xin chào các bạn, mình tên là Mai Quy. Hiện tại mình đang kinh doanh về hoa lan tại trang web siêu thị hoa lan.com. thì hiện tại giờ mình đang đứng ở vườn cây Grand Red các bạn ha. Đây là những cây Grand Red đang có mùa bông và cây cao tầm khoảng tầm 80 là bắt đầu nó có bông rất là nhiều. Một cây là 2 giờ bông, cây khoảng 40-50 là có bông rồi, nhưng mà nó không có nhiều giờ bông. Nhưng mà cây cao như vậy thì nó có nhiều giờ bông. Thì những cây Grand Red đây, chúng ta thấy đây nó phân chi phân nhánh các bạn ha. Đây chúng ta thấy là nó phân nhánh lên, sau đó phân nhánh và phân nhánh rất là nhiều. Cái đặc tính của cây Grand Red là phân nhánh rất là nhiều các bạn, nó phân rất là nhiều nhánh. Và khi mà nó nở hết về những cái phân nhánh này, chúng ta thấy nó giống như một cái rừng hoa mà màu đỏ rực tuyệt đẹp. Có thể nói là màu đỏ của Grand Red là màu đỏ tuyệt đẹp trong loài lan. Nó là màu đỏ rực, đỏ tươi, không đỏ bầm. Màu mà bông nó cũng không có nhỏ mà không có to, bông của nó vừa tầm, nó tạo ra một cái dầu hoa rất là hoành tráng và đẹp, mà nó có nhuyễn nhuyễn, nó tạo ra cái gọi là cái thẩm mỹ rất là cao các bạn. Tức là bông nó vừa vừa thôi nhưng mà nó đôm đặc dài theo đây. Thì chúng ta thấy là đây những cái cành bông đang đua ra rất là đẹp. Chúng ta thấy không, cây hiện tại bây giờ không cao nhưng mà bông rất là nhiều. Còn nếu mà cây cao nữa thì bông cực kỳ nhiều nữa. Hôm nay Mai Quy đứng dậy giới thiệu thì bên công ty mình có bán Grand Red cây chung, cây lớn, cây to bự cắt cành đều có hết. Và chúng ta thì cây chung nhỏ thì nó phản cao chiều cao cây như đây. Còn nếu mà cây chung lớn thì nó cao như đây và cao như đây. Còn những cây dạng cắt luôn để giao cho quý khách hàng có bông luôn, đó là những dạng cây này. Cao khoảng tầm 70, 80 và có giờ bông. Có giờ bông dày luôn cho quý khách về, quý khách chơi và trồng lại và ra hoa tiếp tục. Nó rất là dễ dàng các bạn ha. Thì hôm nay Mai Quy đứng ở vườn Grand Red muốn giới thiệu cho chúng ta như vậy. Thì chúng ta có nhu cầu đặt hàng hãy vào trang web siêu thị hoalan.com hay là gọi điện đến công ty hoặc là comment tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video này nhé. Xin chào.